Từ khi cuộc chiến nổ ra, phản ứng của phương Tây đối với Nga không phải là về chiến lược, mà là chiến thuật và cách thực thi. Sau một năm xung đột, ý tưởng cơ bản của phương Tây là ủng hộ Ukraine và cố gắng đánh bại Nga. Ý tưởng này đã được duy trì tốt, liền mạch và không bị ngắt quãng. Tuy nhiên, theo một số học giả phương Tây, việc thực thi nó đã không hoàn toàn thành công. Điều đó đúng đối với cả quốc gia đang lãnh đạo NATO là Hoa Kỳ. Chiến thuật quản lý khủng hoảng để thành công có nhiều điểm chung với khái niệm chiến đấu trên không do phi công và nhà tư tưởng quân sự John Boyle của lực lượng không quân Hoa Kỳ xây dựng. Từ kinh nghiệm của mình trong chiến tranh Triều Tiên và các nghiên cứu sau này, phi công John Boyle kết luận chiến tranh trên không với người lính thường theo chu kỳ 4 giai đoạn. Phi công quan sát những gì đang diễn ra, định hướng bản thân theo môi trường, quyết định phải làm gì và hành động phù hợp. Vòng lặp càng chặt chẽ, mỗi giai đoạn làm chủ càng nhanh, quyết đoán và hiệu quả. Cơ hội thành công và thực tế là tỷ lệ sống sót cao. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tiêu điểm Thế giới tuần này. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Theo ông Elion A. Cohen, giáo sư tại Đại học John Hopkins của Mỹ, trong suốt cuộc chiến ở Ukraine, phương Tây đã xuất sắc ở giai đoạn đầu tiên của chu kỳ John Boyle. Họ theo dõi chặt chẽ sự bao vây của Nga xung quanh Ukraine. Sau giai đoạn đầu tiên, phương Tây nói chung đã đẩy mạnh ủng hộ Ukraine và trừng phạt kinh tế Nga. Nhưng hết lần này đến lần khác, họ đã mất quá nhiều thời gian để thực hiện mỗi chiến thuật, thiếu sự khẩn trương và nhanh nhẹn. Con đường từ quan sát đến hiểu biết, nắm vấn đề, rồi quyết định và hành động diễn ra rất chậm chạp. Không chỉ giáo sư Elion A. Cohen, nhiều chuyên gia khác cũng nhận định, trong một năm qua, phương Tây có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ để làm suy yếu nước Nga và giúp Ukraine giành lợi thế. Sau một năm, quản lý khủng hoảng xung đột đã cho thấy những giới hạn của phương Tây khi đối mặt với thách thức quân sự lớn nhất mà châu Âu và ở một mức độ nào đó là toàn bộ phương Tây phải đối mặt từ sau chiến tranh lạnh. Khi các lực lượng Nga bắt đầu chuẩn bị cho chiến tranh vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022, giai đoạn đầu tiên của chu kỳ John Boyle là quan sát. Điều này không khó với phương Tây. Các cơ quan tình báo và nhà phân tích tư nhân có thể thấy cách lực lượng Nga triển khai xung quanh Ukraine và theo dõi quá trình chuẩn bị chiến tranh của Moscow. Nhưng đối với một số nhà phân tích, thật khó để họ nghĩ về một cuộc tấn công toàn diện, cũng như hiểu lý do thật sự dẫn đến cuộc chiến tranh của Nga. Họ không dám chắc những lý do Nga công khai trên truyền thông có phải là thật không. Vào thời điểm đó, một số lãnh đạo phương Tây xem Nga như một quốc gia có các mối quan hệ về an ninh bình thường, một phần là do ảnh hưởng của những người ủng hộ Nga trong lòng phương Tây. Những người chấp nhận lập trường của Điện Kremlin rằng Nga bị đối xử bất công sau khi Liên Xô tan rã. Nga đã chủ động kết thúc chiến tranh lạnh, hỗ trợ nước Đức thống nhất và mong muốn hợp tác với châu Âu vì một thế giới hòa bình, nhưng đổi lại là sự phũ phàng từ phương Tây. Năm 1990, Ngoại trưởng Mỹ James Baker đã cam kết với lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng NATO sẽ không mở rộng dù chỉ một mét phía đông. Người Nga đã rất bất bình khi Mỹ không giữ cam kết này, cho dù nó không được ghi lại như tài liệu chính thức. Một số chính trị gia phương Tây cũng ủng hộ quan điểm trên và hiểu được lý do không hài lòng của Nga. Rất ít lãnh đạo phương Tây chú ý đầy đủ đến bài báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về sự thống nhất trong lịch sử của người Nga và người Ukraine, được xuất bản vào tháng 7 năm 2021, 6 tháng trước cuộc tấn công. Ít người hiểu được nước Nga coi mối đe dọa về an ninh từ phương Tây nghiêm trọng như thế nào. Tháng 12 năm 2021, Tổng thống Putin kêu gọi châu Âu thay đổi chiến lược an ninh. Cụ thể, Ukraine nên là một nước trung lập và NATO cần rút quân với vũ khí khỏi các quốc gia vào NATO sau năm 1997. Tuy nhiên, phương Tây không chấp nhận, họ vẫn xem nhẹ lời đe dọa của Nga. Khi một cuộc tấn công ngày càng trở nên chắc chắn, các quan chức phương Tây cũng không đánh giá chính xác diễn biến có thể xảy ra. Họ để cho các chuyên gia quân sự thuyết phục rằng lực lượng Nga sẽ nhanh chóng tràn qua ít nhất nửa phía đông nếu không muốn nói là toàn bộ Ukraine. Một số thậm chí còn nghi ngờ cuộc kháng chiến du kích có thể phải được tiến hành. Lãnh đạo phương Tây chấp nhận quan điểm Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ đầu hàng hoặc bỏ chạy. Hoa Kỳ đã đề nghị giúp ông Zelensky trốn thoát. Khi đó, hầu hết người dân Ukraine đều hiểu rằng khả năng họ sẽ hợp nhất vào đế chế Nga là có thật. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Dẫu nhận định có phần chưa chính xác ban đầu, nhưng các lãnh đạo Hoa Kỳ đã thể hiện kỹ năng quản lý xung đột tốt trong lúc rủi ro ngày càng tăng, bằng cách phơi bày sự tăng cường quân sự của Nga dọc biên giới với Ukraine và cảnh báo cả Ukraine lẫn đồng minh phương Tây về ý định của Moscow.
Không phải ngẫu nhiên mà nỗ lực này được dẫn dắt bởi ông William Burns, giám đốc CIA và là một trong những nhà ngoại giao giỏi nhất trong thế hệ của mình. Bằng cách chia sẻ công khai thông tin tình báo và thông tin với thế giới về sự đe dọa của Nga, Hoa Kỳ đã tạo ra một phản ứng thống nhất của phương Tây, khôi phục uy tín tình báo của mình sau những thất bại trong chiến tranh Iraq và thiết lập một cơ sở vững chắc để trang bị vũ khí cho các lực lượng phòng thủ Ukraine. Lực lượng mà nhiều người đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng họ sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Theo giáo sư Elion A. Cohen, trong suốt 12 tháng kể từ khi cuộc chiến nổ ra, phương Tây nhìn chung đã phản ứng rất chuyên nghiệp nhưng quá chậm. Những người ủng hộ Ukraine đã nhiều lần phát hiện ra rằng quân đội Ukraine có thể sử dụng nhanh chóng và hiệu quả các loại vũ khí mà họ được cung cấp. Bài học đầu tiên được phát hiện là với vũ khí chống tăng và phòng không cầm tay, được cung cấp với số lượng nhỏ vào tháng 1 năm 2022. Binh sĩ Ukraine đã dùng để chặn hàng dài xe quân sự của Nga, cản không thể tiến về Kiev. Sau đó là pháo hạng nặng của Hoa Kỳ, bắt đầu từ tháng 4 năm 2022, rồi các hệ thống tên lửa tầm trung lần đầu tiên được gửi vào tháng 6 năm 2022. Cuối cùng là xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên, không có trường hợp nào trong số này dự đoán đầy đủ và chính xác về nhu cầu của Ukraine. Thay vào đó, phương Tây chần chừ trong việc cung cấp các công cụ ngoài chiến trường và khóa đào tạo cần thiết. Ví dụ, Đức và Hoa Kỳ đã không đồng ý gửi xe tăng đến Ukraine cho đến tháng 1 năm nay, nghĩa là chúng sẽ không sẵn sàng được sử dụng cho đến cuối mùa xuân này. Điều đó là quá muộn để tạo ra sự khác biệt trong mùa đông, nếu như Nga đã chuẩn bị và tìm cách đối phó trước. Trong chiến tranh, việc ra quyết định chậm chạp sẽ khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng. Tại mọi cuộc xung đột, đồng hồ quay với tốc độ khác nhau ở những nơi khác nhau, trong những thời điểm khác nhau. Có những đồng hồ được xác định bởi thời tiết và khối lượng mưa, bởi sự kiên nhẫn của những người dân bị bao vây, bởi các cuộc bầu cử, bởi các chu kỳ huấn luyện và huy động quân đội, bởi sự lên xuống của tinh thần binh sĩ và bởi việc cung cấp vũ khí và đạn dược có nhanh hay không. Thậm chí nhiều tình huống, nếu cung cấp vũ khí và đạn dược chậm trong vòng mấy phút, hậu quả sẽ lên đến hàng chục năm để khắc phục. Giáo sư Elias A. Cohen khẳng định, trong quyết định và hành động, phương Tây liên tục chậm chạp, làm mất đi cơ hội không chỉ của Ukraine mà còn của chính họ. Ví dụ, các phiên trình quy mô lớn để huấn luyện binh lính Ukraine ở Đức, Ba Lan và Vương quốc Anh, theo cách mà Anh bắt đầu vào tháng 7 năm ngoái, có thể được thiết lập trên quy mô lớn nhiều tháng trước. Hoa Kỳ có thể đưa hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS đến Ukraine ngay khi chiến tranh bắt đầu. Và người Ukraine, những người học hỏi rất nhanh, có thể đã được huấn luyện sẵn sàng sử dụng vào thời điểm chiến tranh chuyển hướng về phía đông vào mùa hè năm 2022. Nhiệm vụ hỗ trợ quân sự dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ có thể đã được triển khai vào mùa xuân năm ngoái, có trụ sở chính ở Đông Âu. Các xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây có thể đã được chuyển giao vào mùa thu năm 2022, khi Ukraine đang di chuyển binh sĩ và Nga chưa tập hợp thêm quân dự bị. Người Ukraine rất nhanh chóng và linh hoạt, họ học cách sử dụng các hệ thống vũ khí trong thời bình chỉ vài tuần, điều những quân đội khác có khi cần hàng tháng. Về điểm này, cũng như ở một số khía cạnh khác, quân đội của họ giống với quân đội Israel ở thời kỳ trước là khéo léo, dễ thích nghi, mặc dù không phải lúc nào cũng lành nghề hoặc được trang bị tốt nhất, nhưng có thể dễ ứng biến. Theo giáo sư Elion A. Cohen, nếu được trang bị vũ khí phù hợp, Ukraine có thể khai thác thêm sự tan rã của các đơn vị Nga gần Kharkov vào tháng 9 năm 2022 và làm suy yếu toàn bộ vị trí của Nga ở phía nam Ukraine. Ngày nay, quân đội Ukraine nếu được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa, có thể đã phá hủy cơ sở hạ tầng hậu cần của quân đội Nga ở Kherson. Nhưng Ukraine đã bị ngăn cản chuyển giao bởi những người kém nhanh nhẹn và thiếu quyết đoán. Theo giáo sư Elion A. Cohen, nghệ thuật quản lý khủng hoảng của châu Âu đã thất bại, một phần do các nhà lãnh đạo phương Tây quá tin tưởng về sự leo thang xung đột. Hơn nữa, họ đã công bố chúng. Kể từ những tháng đầu của cuộc chiến, các quan chức ở cả Hoa Kỳ và Tây Âu nhiều lần khẳng định nguy cơ leo thang hạt nhân là có thật. Những lo lắng này đã được phóng to lên, sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là phi lợi ích và không hiệu quả theo quan điểm của Nga, cũng như vi phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, đồng minh thực sự và có tầm ảnh hưởng nhất của Nga. Bằng cách quảng cáo những lo lắng của mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã vô tình tạo cơ hội giúp Nga có thêm thời gian củng cố lực lượng, sau đó giành lại một số lợi thế trên chiến trường. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã khẳng định vào năm 2022 rằng, bất chấp xu hướng bạo lực hiện nay, Nga đang đóng góp vào sự cân bằng toàn cầu và cân bằng quyền lực trong hơn nửa thiên niên kỷ. Nếu các nước phương Tây quyết tâm phá vỡ cấu trúc cân bằng này, an ninh của châu Âu sẽ luôn trong tình trạng rủi ro.
Có thể nói, trong hơn 400 năm qua, nước Nga gần như tham gia mọi cuộc chiến lớn ở châu Âu. Do vậy, để an ninh của châu Âu được bảo đảm, nếu không tính đến các lo ngại của Nga, sẽ là một sai lầm lớn. Ông Dmitry Chernin, cựu sĩ quan tình báo quân đội Nga, người đứng đầu một nhóm chuyên gia cố vấn của Hoa Kỳ tại Moscow, đã chỉ ra rằng mối quan hệ của Nga với phương Tây ngày nay rạn nứt ở mức độ tương đương với sự chia rẽ do cuộc cách mạng Bolshevik gây ra vào năm 1917. Trong thời gian ngắn sau năm 1989, Nga tham gia vào một trật tự thế giới cởi mở, thân thiện và hòa bình. Nhưng thời kỳ đó đã qua và trong tương lai gần, phương Tây phải đối phó với một nước Nga thù địch, quân sự hóa và đầy thù hận. Đây là hậu quả của chính sách bao vây Nga sau khi Liên Xô sụp đổ. Một phần điều này đến từ thái độ kiêu ngạo của phương Tây, xem mình là những người chiến thắng trong chiến tranh lạnh. Có thể nói, phương Tây thích một trật tự thế giới khác với vai trò của Nga phải mờ nhạt. Vào đầu mùa thu năm 2022, khả năng phục hồi và hiệu quả đáng kinh ngạc trên chiến trường của Ukraine đã mở ra một cơ hội mà người ta có thể tưởng tượng về việc giải phóng phần lớn lãnh thổ, nếu không muốn nói là tất cả. Ví dụ, nếu Ukraine thành công trong việc cắt đứt hành lang trên bộ giữa Nga và bán đảo Crimea, các lực lượng Nga sẽ phải vật lộn để duy trì sự kiểm soát không chỉ trên các phần của Ukraine mà họ đã chinh phục, mà còn cả trên chính bán đảo Crimea. Một kết quả như vậy vẫn có thể xảy ra, nhưng với chi phí ngày càng cao, khi giờ đây Nga đã có thời gian nghiên cứu sâu và huy động thêm hàng trăm nghìn quân. Cuộc chiến đang làm tăng khả năng, về lâu dài, Ukraine sẽ được sáp nhập hoàn toàn vào NATO, trang bị vũ khí phần lớn bằng chi phí của các đồng minh. Một số chính trị gia châu Âu như Petr Pavel, tổng thống mới của Cộng hòa Séc, ủng hộ việc Ukraine hội nhập phương Tây. Ít nhất, Ukraine có thể được trang bị vũ khí và hỗ trợ mạnh mẽ trong khoảng thời gian tạm thời để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, nhưng sẽ đòi hỏi một tinh thần cấp bách hơn, cam kết và sẵn sàng hành động ở mức độ phù hợp. Giáo sư Elion Aikohan cho rằng, việc tạo ra cảm giác cấp bách trong việc bảo vệ Ukraine hòa nhập với phương Tây đòi hỏi một sự thay đổi trong phong cách quản lý xung đột của Hoa Kỳ. Và không kém phần quan trọng là sự nhượng bộ từ Nga, thì đã đến lúc Hoa Kỳ phải hành động nhiều hơn. Đặc biệt, Washington nên cứng rắn với các quốc gia châu Âu ủng hộ Nga, chẳng hạn như Hungary. Người ta thường quên rằng Tây Ban Nha và đế chế Vichy France đã tránh gia nhập với Đức trong Thế chiến thứ hai, một phần vì Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đe dọa cắt đứt các chuyến hàng thực phẩm của họ. Hoa Kỳ vẫn có các đòn bẩy, ví dụ như mối quan hệ thương mại và đầu tư để tùy ý sử dụng. Hoa Kỳ có những lúc đối xử với các lãnh đạo tham nhũng, vô trách nhiệm của một số quốc gia nhỏ, nhưng có vị trí chiến lược bằng sự thờ ơ đáng kinh ngạc. Nhưng lúc khác, như bây giờ, là cơ hội để cứng rắn với họ mà không cần hối hận. Theo giáo sư Elion Aikohan, Hoa Kỳ cần khẩn cấp gửi cho Ukraine nhiều loại vũ khí, bao gồm hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa. Chính quyền Biden cũng nên sử dụng quyền hạn của đạo luật sản xuất quốc phòng để huy động các ngành dân sự sản xuất vũ khí và loại bỏ các trở ngại quan liêu để mở rộng năng lực sản xuất, làm sao đủ vũ khí chuyển cho Ukraine. Hoa Kỳ nên bắt đầu lập kế hoạch dài hạn cho việc tái thiết nền kinh tế của Ukraine và trang bị vũ khí chống lại các mối đe dọa trong tương lai. Hoa Kỳ nên khởi động một cuộc chiến thông tin đại chúng, bắt đầu bằng bài phát biểu của Tổng thống Joe Biden để giải thích những nguy cơ Hoa Kỳ phải đối mặt nếu Ukraine thất thủ. Các nhà lãnh đạo phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã mắc phải những thói quen xấu trong chiến tranh lạnh. Thời kỳ đó, nhiều chiến lược đã được thực hiện thông qua quyền lực trong bóng tối. Cách tiếp cận đó ít hiệu quả hơn nếu thực hiện trong cuộc xung đột nóng bỏng hiện nay. Xét đến những cuộc chiến tranh sau ngày 11 tháng 9, Hoa Kỳ có ưu thế vượt trội về quân sự và vũ khí thông thường. Nên các nhà lãnh đạo đã quen với việc dành thời gian để xem xét, nghiên cứu, lên kế hoạch, đàm phán và thay đổi khi cần thiết. Các liên minh phức tạp với cấu trúc chỉ huy có thể thay đổi thường xuyên. Ví dụ, NATO hoạt động ở Afghanistan nhưng được kiểm soát trên danh nghĩa bởi trụ sở chính ở Hà Lan. Hoa Kỳ muốn thành công ở Afghanistan thông qua những mục đích nhỏ, đôi khi không muốn tiêu diệt Taliban, với hy vọng có thể sử dụng lực lượng này cho các kế hoạch khác. Giống như từng làm với các chiến binh Hồi giáo những năm 1980. Nói chung, Hoa Kỳ hay NATO không phải lúc nào cũng muốn hoàn toàn giành chiến thắng ở Afghanistan, tiêu diệt Taliban hay tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Theo giáo sư Elion Aikohan, cách tiếp cận như vậy nếu lặp lại ở Ukraine sẽ là liều lĩnh. Cuộc chiến kéo dài theo ý muốn của Hoa Kỳ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho châu Âu, nghiêm trọng nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Bên cạnh đó, cố ý để cuộc chiến kéo dài có thể giúp Hoa Kỳ đạt được mục đích làm suy nước Nga, cùng với một số mục đích chiến lược khác, nhưng sẽ là tội ác với người dân Ukraine.
Giáo sư Elion A. Cohen kết luận, một nghệ thuật quản lý xung đột hiệu quả, trong đó các nhà lãnh đạo hiểu rõ, đánh giá tình hình nhanh chóng và chính xác, quyết định kịp thời với tinh thần khẩn trương, là điều Hoa Kỳ và đồng minh cần hiện nay. Do đó, một Ukraine tự do và toàn vẹn lãnh thổ có thể được xây dựng từ sự ủng hộ quyết liệt hơn. Nếu không, phía Nga vẫn có thể đạt được một số thành công nhất định, bởi họ cũng đang cho thấy sự linh động và uyển chuyển đáng kinh ngạc. Gần như sau mỗi bất lợi trên chiến trường, quân đội Nga đều có sự thay đổi và điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình mới. Chương trình Tiêu điểm Thế giới tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.